Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của truyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. A Thái Bạch lắc đầu, cái này khó mà nói. Trường sinh bát cảnh là một cái đường ranh giới, rất nhiều người bị ngăn tại bên ngoài. Cửu cảnh liền khó hơn, người thành công trăm không đủ một. Vi phụ có thể thành công hay không? Hết thảy muốn xem thiên ý. Đến trường sinh cảnh, đã không chỉ có xem tư chất, còn phải xem vận khí, còn có cái kia trong cõi u minh vận mệnh lực lượng. Tất cả những thứ này, đối Diệp Minh mà nói quá mức thâm ảo. Hắn cười nói, phụ thân nhất định sẽ thành công, ta có trực giác. A Thái Bạch vui vẻ, thân mật sờ lên Diệp Minh đầu, nói, thiếu Bạch, ngươi cùng năm đó ta quá giống. Diệp Minh nhịn không được trợn mắt một cái, nếu như thế, tại sao lại nhường cái kia giả long thiếu bạch tại Tề Thiên giáo đợi lâu như vậy? A Thái Bạch hết sức khó xử, nói, kỳ thật vi phụ sớm có hoài nghi, chẳng qua là hắn rõ ràng là ta cốt nhục, khiến cho ta không thể nào hoài nghi. Cũng là mẹ của ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền xa cách hắn, xem ra trực giác của nàng là đúng. Diệp Minh, đúng rồi phụ thân, cái kia long thiếu bạch rốt cuộc là ai? A Thái Bạch khuôn mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, hắn trong trí nhớ có tin tức có hạn. Ta duy nhất có thể xác định là, hắn là thiên hoàng nhất hệ người. Thiên hoàng. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, thiên hoàng là trường sinh cửu cảnh đại năng, có cần phải làm này loại thủ đoạn nhỏ sao? Sự tình không có đơn giản như vậy. A Thái Bạch liên tục khoát tay, thiên hoàng nhất định là tại từ nơi sâu xa, cảm ứng được cái gì, bằng không sẽ không như thế làm. Để cho người ta giả mạo ta, lại có thể thay đổi gì? Diệp Minh không hiểu. A Thái Bạch mỉm cười, nói, này đã nói lên, ngươi trong tương lai có khả năng sẽ trở thành là một cái mang tính then chốt đại nhân vật. Tăng thêm tư chất của ngươi tốt vô cùng, tương lai nói không chừng có cơ hội đột phá trường sinh, thành tựu vĩnh hằng, thành là chân chính nhân hoàng. Diệp Minh vội vàng nói, phụ thân quá khen, ta chỉ sợ không có nhiều hy vọng. Không, hy vọng của ngươi xa xa lớn hơn vi phụ. A Thái Bạch dáng vẻ 10 phần nghiêm túc, vi phụ thành tựu trường sinh cửu cảnh cơ hội không lớn, tương lai có lẽ muốn áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi phải cố gắng. Diệp Minh, đúng, phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định không cho ngài thất vọng. Từ biệt A Thái Bạch, Diệp Minh lại tiếp tục trở lại Thiếu Long Điện. Hắn nếu lấy được thiếu giáo chủ vị trí, dĩ nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy, sau khi trở về liền bắt đầu chuyên chú tu luyện. Tề Thiên giáo có được hàng loạt tài nguyên, cơ hồ tùy tiện hắn dùng, ở đây tu luyện không thể tốt hơn. Đặc biệt là, hắn đang muốn tu luyện cái kia Thái Thượng Chí Tôn công, hậu kỳ tiêu hao tài nguyên càng là to lớn. Lúc trước hắn tu luyện Thái Thượng Chí Tôn công đệ nhất trọng là mượn thống khổ lực lượng, thống khổ khiến cho hắn sinh ra thuế biến, thành tựu Thái Thượng nhất cảnh. Thái Thượng Chí Tôn công tầng thứ hai thì cần dùng tà ma lực lượng đi phát động, cho nên hắn hiện tại cần một loại 10 phần tà ác lại vật chân quý, Thiên Ma Hồn Thạch. Thiên Ma Hồn Thạch là thiên ma nhất tộc sau khi chết ma hồn bất diệt, ngưng tụ mà thành đồ vật, 10 phần khó được. Một tên thiên ma thực lực yếu nhất cũng có thể cùng pháp thiên thần linh chống lại. Huống chi Diệp Minh lần này đem cần đại lượng thiên ma thạch. Luyện công mật thất bên trong, hắn nắm thứ cần thiết nói cho An Nhi. An Nhi sững sờ một chút, lại cũng không nói gì, lập tức quay người ra ngoài chuẩn bị. Một khắc đồng hồ không đến, 300 khối đẳng cấp không đồng đều thiên ma hồn thạch liền bị cầm tới Diệp Minh trước mặt. Thiếu giáo chủ, đây là trước mắt có thể sưu tập đến hết thảy thiên ma hồn thạch. Nếu là cần càng nhiều thiên ma hồn thạch, liền muốn đi trước thiên ngoại thiên mua sắm. An Nhi nói rõ sự thật. Ngươi lập tức đi ngay hàng loạt thu mua, càng nhiều càng tốt. Mặt khác, nếu có chí tà đồ vật, cũng phải nhiều hơn mua sắm. Diệp Minh giao phó một câu, liền mệnh An Nhi cách bắt đầu khắc khổ tu luyện. Thái Thượng Chí Tôn công tầng thứ hai tu luyện, phải không ngừng hấp thu thiên ma lực lượng, làm tâm linh ma hóa. Sau đó lại theo đến ma chí tà trong hoàn cảnh, diễn sinh ra chí thuần đến tính tâm linh, nó ngưng tụ tâm linh, tên là Thái Thượng Bất Nhị Tâm. Quá trình này, cùng loại với liên hoa sinh trưởng, ra nước bùn mà không nhiễm. Lấy ra một viên thiên ma hồn thạch, hắn dùng thần niệm luyện hóa. Chỉ một thoáng, cái kia hồn thạch hóa thành một đoàn ma vân, bị hắn một ngụm hút vào. Tiếp đó, thế giới tinh thần của hắn thoáng cái liền bị ma khí chiếm cứ, tinh thần hỗn loạn, tư duy không rõ. May mắn hắn tại vận chuyển Thái Thượng Chí Tôn công, cái kia tiên thiên một điểm linh tính bất diệt, như gió lớn bên trong phong đăng thủy chung lóe sáng. Lại nói A Nhi rời đi luyện công mật thất thời điểm, mặt ủ mày trao. Thiếu giáo chủ muốn đồ vật quá mức chân quý.
Một viên cấp thấp thiên ma hồn thạch giá bán nói ít cũng có 1 tỷ pháp thiên tệ, đẳng cấp nơi cao càng là cao tới chục tỷ, thậm chí thiên ức pháp thiên tệ. Huống chi thiếu giáo chủ còn cần đại lượng chí tà đồ vật, vật kia càng là có tiền mà không mua được, muốn đi đâu mua. Không làm sao được, nàng chỉ có thể tìm tới giáo chủ phu nhân, đem tình huống nói rõ. Long Uyển Nhi mặc dù không biết nhi tử muốn những vật này làm gì, có thể nàng vẫn là nói, ngươi cầm lên thủ lệnh của ta, toàn lực đi làm, không muốn chậm trễ Thiếu Bạch luyện công. Long Uyển Nhi trưởng quản quyền lực tài chính, có nàng mở miệng, An Nhi nhẹ nhàng thở ra, mang lên một nhóm cao thủ, vui sướng đi tới Thiên Ngoại Thiên mua sắm hồn thạch cùng tà vật đi. Diệp Minh một khi tu luyện, căn bản không biết thời gian biến hóa, suy nghĩ của hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong hư vô, lặng yên thuế biến lấy. Bất quá, ma lực đối với hắn cũng tạo thành thống khổ to lớn, loại thống khổ này là trên tinh thần tra tấn, khiến cho hắn sống không bằng chết. 3 ngày sau, hắn hấp thu cái thứ 2 hồn thạch, tiếp tục tu luyện. Như là người liên tục, sau 1 tháng, 300 ngày ma hồn thạch tiêu hao sạch sẽ. Tốt tại lúc này An Nhi lấy ra càng nhiều hồn thạch, còn có mấy món chí tà đồ vật. Vừa mua thiên ma hồn thạch đẳng cấp tương đối cao, giá cả tự nhiên cũng đắt đỏ. Mấy thứ tà vật cũng là lớn có lai lịch, một cái là tổ nguyên đại lục vạn tà đại đế con người, một cái là loạn cổ đại thế giới loạn thạch tà hoàng đầu, cái cuối cùng là thập phương tà chủ hồn phách. Vì mua sắm những vật này, An Nhi tốn hao to lớn, Tề Thiên giáo kim khố đều thiếu đi rất lớn một bộ phận. Diệp Minh có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, rất nhanh liền có đột phá. Tháng thứ 2, hắn liền hấp thu hết toàn bộ thiên ma hồn thạch. Tháng thứ 3, hắn đã đem 3 kiện đồ vật bên trong tà lực toàn bộ hút vào thế giới tinh thần. Giờ phút này, thế giới tinh thần của hắn tràn ngập tà ma lực lượng, cái kia tiên thiên một điểm linh quang cơ hồ dập tắt, sáng tối chập chờn. Trên tinh thần to lớn thống khổ, nhưng Diệp Minh trải qua lấy sinh tử luân hồi cảm giác, loại thống khổ này vô phương dùng ngôn ngữ hình dung. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, đến ngày thứ 7 thời điểm, Diệp Minh đột nhiên liền thanh tỉnh. Linh quang theo một điểm khuếch trương, hóa thành một đoàn sáng rực. Sau này, hắn thuần dương võ hồn mở 2 mắt ra, ánh sáng vô lượng hoa chiếu rọi thiên địa, đem tà ma lực lượng đều luyện hóa, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, cũng toàn bộ bị võ hồn hấp thu hết. Chỉ một thoáng, Diệp Minh cảm giác linh hồn cấp độ phát sinh biến hóa kỳ diệu, linh hồn tựa hồ cùng thiên địa đại đạo sinh ra cộng minh. Chúc mừng chủ nhân, thành công tiến giai hạ phẩm đạo thể. Bắc Minh đột nhiên mở miệng. Diệp Minh thật bất ngờ, đã là đạo thể sao? Xem ra này Thái Thượng Chí Tôn Công quả nhiên bất phàm, vẻn vẹn tầng thứ 2 liền có bực này chỗ tốt. Bắc Minh, chủ nhân Nhật Hậu có thể tiếp tục tu luyện. Diệp Minh, phía sau đệ tam trọng quá khó khăn, trước mắt còn không phải lúc. Tiếp xuống ta lại muốn tinh luyện 2 môn thần thông, cũng đi vào hiển thánh võ hồn cấp độ. Huyết tộc trong truyền thừa có 2 môn công pháp, phân biệt là huyết binh quyết cùng huyết linh ấn. Diệp Minh thành tựu đạo thể, tốc độ tu luyện nhanh đến mức đến không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi mấy ngày liền đem 2 môn võ kỹ tu đến rất cao minh cảnh giới, cũng phân biệt để luyện ra 1 môn thần thông, hóa huyết đao cùng huyết thủ ấn. Đến tận đây, hắn đã trưởng nắm đủ nhiều cường đại thần thông võ hồn viên mãn, nước chảy thành sông liền muốn tiến vào thăng hiển thánh võ hồn. Hiển thánh võ hồn, nhưng để tinh thần can thiệp vật chất giới, làm võ hồn hiển hóa nhân gian, lăng không tạo ra thực thể. Tiến giai thời điểm, Diệp Minh võ hồn bên trong, bỗng nhiên liền có hơn một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cỗ lực lượng này trao đổi vật chất cùng năng lượng, khiến cho cả hai có thể lẫn nhau chuyển hóa, diệu dụng vô tận. Hắn tâm niệm vừa động, võ hồn liền xuất hiện ở thân thể bên ngoài, hóa thành một thanh bảo kiếm, thả ra vô lượng hào quang, làm ra chém vào động tác. Hắn đang chơi đến hưng khởi, Bắc Minh đột nhiên nói, chủ nên thừa cơ ngưng tụ hồn hình. Hồn hình, võ thần về sau, muốn ngưng tụ thần hình, từ đó lực sát thương tăng nhiều. Võ quân giai đoạn thì là ngưng tụ hồn hình là thần hình cơ sở. Bắc Minh nói rõ lý do, hồn hình càng là bất phàm, uy lực của nó liền càng mạnh. Diệp Minh hỏi, ta muốn ngưng tụ dạng gì hồn hình? Chủ nhân có được chân long huyết mạch, nếu bàn về đệ nhất hồn hình, tự nhiên là long hình. Vô hình kiếm nói, chủ nhân tinh thông phù trận chi đạo, nay đệ nhị hình có thể làm phù trận. Chủ nhân còn tinh thông ngũ hành kiếm điển, thứ 3 hình sát trận, có thể làm ngũ hành kiếm trận. Bắc Minh lại có khác biệt cái nhìn, nói, chủ nhân tu luyện qua hỗn độn toán kinh, tuy nói tính trải qua làm thái ất thần thuật thôn phệ, nhưng đều ngưng tụ thành thần thông. Chủ nhân hoàn toàn có khả năng đem 6 loại thần thông phân biệt hóa thành 1 tôn hồn hình. Diệp Minh trong lòng hơi động, nói, phù trận, minh văn, vọng khí chi nhãn, thiên tâm châu, nhân quả vòng, thuật số toán trận, đem bọn nó tất cả đều hóa thành thần hình. Bắc Minh,
Không sai. Phù trận liền dùng kiếm trận làm căn cơ, Minh Văn thì lại lấy vô hình kiếm làm cơ sở. Còn lại vọng khí chi nhãn, thiên tâm châu, nhân quả vòng cùng toán trận cũng phân biệt ngưng tụ một đạo hồn hình. Kể từ đó, chủ nhân đã có thể có được mạnh mẽ thần hình, còn có thể tăng thêm một bước hỗn độn toán kinh. Đợi đến chủ nhân ngưng tụ thần hình thời điểm, hỗn độn toán kinh bên trong sáu thiên liền có thể hợp lại làm một, hóa thành hỗn độn thần hình. Diệp Minh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi ý nghĩ không phải là không thể được nếm thử, chẳng qua là ta cũng không xác định này hỗn độn toán kinh cuối cùng uy lực như thế nào, đối đãi ta trước suy tính một phiên. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng xuống, dùng tám nguyên toán trận suy tính hỗn độn toán kinh cực hạn. Này vừa suy tính không sao, một lát sau, hắn kém chút nhảy dựng lên, một mặt khiếp sợ kêu lên, làm sao có thể? Bắc Minh hỏi, chủ nhân suy tính kết quả ra tới rồi. Diệp Minh sợ hãi nói, hỗn độn toán kinh lại có thể vô hạn tiến hóa. Bắc Minh nói như vậy, trước mắt hỗn độn toán kinh chẳng qua là cấp thứ nhất. Diệp Minh gật đầu, không sai, kế tiếp còn có nhị giai, tam giai, thậm chí tứ giai hỗn độn toán kinh, căn bản chính là vĩnh viễn không có điểm dừng. Như thế xem ra, ta xác thực có khả năng đem luyện thành hồn hình. Một khi hạ quyết định, hắn lập tức tay tu luyện, cái thứ nhất muốn tu luyện là phù trận cấm chế. Đối với phù trận chi đạo, hắn đã 10 phần sở trường về, giờ phút này muốn cân nhắc, đơn giản là tạo ra dạng gì phù trận. Ngũ hành kiếm điển, chu thần kiếm trận, đại chu thiên kiếm pháp, tựa hồ mỗi một loại đều có thể. Cân nhắc liên tục, hắn quyết định dùng chu thần kiếm trận làm căn cơ. Sở dĩ quyết định như vậy, bởi vì hắn trong tay có 4 thanh thần kiếm, mà lại uy lực mạnh mẽ, không sử dụng lời quả thực lãng phí. Diệp Minh tu luyện thành chu thần chỉ thần thông, này chu thần kiếm trận rất dễ dàng liền chế tạo ra đến, dùng không đến một ngày thời gian. Quá trình là, trước dùng võ hồn hiển hóa ra hữu hình trận bàn, trận kỳ, sau đó cùng 4 kiếm phối hợp, kết thành chu thần kiếm trận. Này chu thần kiếm trận bên trong có dấu 4 chui tuyệt thế thần kiếm, đứng xa nhìn chi, nó chẳng qua là một sương mù mông lung kiếm quang. Bất quá, một khi nó vận chuyển, liền sẽ hóa thành tuyệt thế kiếm trận, chém giết cường địch. Đệ nhị hồn hình, Diệp Minh lại không lựa chọn vô hình kiếm, mà là theo chữ vật khí cụ bên trong, xuất ra một cây tinh tế châm. Căn này châm là hắn theo đáy hổ đầu người trong lỗ tai lấy ra, mặc dù không biết lai lịch, nhưng hắn rất rõ nó kiên, cứng rắn, liền vô hình kiếm đều kém xa tít tắp. Tiếp đó, hắn chính là muốn dùng hiển hóa minh văn thủ đoạn, tại đây căn nho nhỏ trên kim, khắc họa phủ văn. Đối với cái này vô hình kiếm có chút không vui, nói, chủ nhân, vì sao không phải ta? Diệp Minh một bên minh văn, vừa nói, ngươi là ta tùy thân lợi khí, vẫn là không phải hóa thành hồn hình. Này châm lai lịch bất phàm, một khi thành công, uy lực của nó đem không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Diệp Minh lợi dụng hồn lực hiển thánh, khắc họa cái viên kia châm nhỏ. Hắn cái thứ nhất khắc họa chính là một bộ như ý cấm chế, có này cấm chế, này châm liền có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn. Nửa ngày tả hữu, cái kia trên kim liền tóe vạn trượng hào quang, Diệp Minh tâm niệm vừa động, nó liền đột nhiên phồng lớn, hóa thành một cây gậy. Châm biến thành bổng, một chút chi tiết liền hiển lộ ra, nguyên lai này côn bổng phía trên có tự nhiên minh văn, huyền ảo vô cùng, liền Diệp Minh trong thời gian ngắn cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Diệp Minh đem cái kia nâng tử nắm trong tay, chỉ cảm thấy phảng phất cầm nửa bầu trời, mạnh mẽ lòng tin tự nhiên sinh ra, hắn kinh ngạc nói, này cây gậy cực kỳ kỳ lạ. Sau đó, hắn tiếp tục khắc họa càng thêm thâm ảo phức tạp hồn hình, khiến cho cây gậy uy lực càng mạnh mẽ, khống chế cũng càng làm tinh diệu. Làm minh văn kết thúc, một cây kim quang vạn đạo, hung uy thao thiên cây gậy sinh ra, nó có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa như ý, trở thành Diệp Minh đệ nhị hồn hình. Sau đó, hắn lại đem còn lại tứ đại hồn hình ngưng tụ thành công, trong đó thứ ba hồn hình là Thiên Nguyên Châu, đệ tứ hồn hình là Vọng Khí Chi Nhãn, thứ năm hồn hình là Nhân Quả Vòng, thứ sáu hồn hình là Thuật Số Toán Trận. Trong đó thứ sáu hồn hình toán trận kỳ lạ nhất, đứng xa nhìn chi, giống như một đoàn quay cuồng vận khí, ảo diệu vô tận. Toán trận uy lực có hạn, nó trên cơ bản vô phương đối địch tạo thành tổn thương, nhưng như lại có cường hãn sức tính toán. Có này thuật số toán trận, hắn nhất quyền nhất cước, nhất đao nhất kiếm, đều tinh chuẩn vô cùng, tuyệt không lãng phí một chút xíu lực lượng, đi đến tốt nhất hiệu quả. Ngưng tụ lục đại hồn hình, Diệp Minh dùng hơn một tháng, làm hồn hình toàn bộ ngưng tụ thành công, hắn liền chính thức bước vào hiển thánh võ hồn cấp độ, thực lực có tăng lên thêm một bước. Hắn vốn là muốn tiếp tục đột phá xuống, nhưng mà Tề Thiên Giáo lại sinh một kiện đại sự, khiến cho hắn không thể không xuất quan. Nguyên lai, Thiên Nguyên Đại Lục lâm vào hỗn loạn phía dưới,
Tề Thiên Giáo cũng tại thừa cơ ở các nơi phi ngựa khoanh đất, một chút nguyên bản thuộc về năm đại hoàng triều địa phương đều vì Tề Thiên Giáo khống chế. Có thể bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Năm đại hoàng triều dư uy vẫn còn tồn tại, một chút hoàng thân quốc thích, quyền quý các chư hầu vẫn như cũ cầm giữ các nơi, từ đó cùng Tề Thiên Giáo sinh ra kịch liệt xung đột. Một lúc mới bắt đầu, thế lực khắp nơi còn tận lực thu lại, nhẫn nại, tránh cho hai bên ma sát. Nhưng mà theo tiếp xúc đi sâu, lợi ích mở rộng, cuối cùng bắt đầu có thế lực ra tay với Tề Thiên Giáo. Trước hết nhất cùng Tề Thiên Giáo lên xung đột, tự nhiên là thần chủ, hắn khống chế năm đại hoàng triều mảng lớn khu vực, là hết thảy thế lực là cường đại nhất một cái. Lại thêm, nắm trong tay của hắn lấy trường sinh cảnh bát trọng thần thai, liền tứ đại thần thổ đều không muốn cùng hắn liều mạng. Xung đột nguyên nhân gây ra là thần chủ tụ tập các địa lực lượng, gây dựng một đội đại quân, bắt đầu bình định hậu thổ hoàng triều các lộ phản quân, một chút chư hầu, quý tộc tại dưới dâm uy của hắn, dồn dập thần phục. Ngắn ngủi chừng một tháng, hắn liền khống chế hậu thổ hoàng triều mệnh tang. Kế tiếp, thần chủ chợt dẫn binh xuôi nam, tiến đánh Chu Tước hoàng triều. Vừa lúc này, Tề Thiên Giáo đã tại Chu Tước hoàng triều vòng hàng loạt, một cái lên phía bắc khuếch trương, một cái xuôi nam ngầm chiếm, một cách tự nhiên liền gặp đến cùng một chỗ. Tề Thiên Giáo một phương không có số lớn quân đội, chỉ có chút lỏng lẻo vũ trang tổ chức. Những lực lượng này tại tinh nhuệ thần chủ đại quân trước mặt không chịu nổi một kích, rất nhanh liền bị mất mảng lớn lãnh thổ. Rơi vào đường cùng, Tề Thiên Giáo chủ chỉ có thể xuất lĩnh số lớn thần linh cấp cường giả, tự mình ra tay trấn áp. Ai ngờ này vừa ra tay, lại đem thần chủ cho kinh động đến, đối phương thôi động trường sinh bát cảnh phân thân, ngang tàng đối Tề Thiên Giáo một đám cao thủ công kích, đánh chết tại chỗ 8 tôn thần linh. Tề Thiên Giáo chủ vạn không ngờ tới thần chủ cư nhiên như thế không để ý toàn cục, cũng không cân nhắc hoàng tước tại hậu tứ đại thần thổ, thế mà dứt khoát lưu loát liền động thủ. Mặc dù trong lòng một vạn cái chửi mẹ, nhưng hắn như cũ chỉ có thể ra tay, chợt cùng cái kia thần chủ đại chiến một trận. Một cái là trường sinh thất cảnh, một cái là trường sinh bát cảnh, Tề Thiên Giáo không địch lại, bị thần chủ kích thương, chỉ có thể xuất quân lui giữ Nam Hải. Thần chủ thì nhất cổ tác khí, chỉ huy đại quân nhanh chóng chiếm lĩnh Chu Tước hoàng triều toàn cảnh. Bất quá, tại Chu Tước hoàng triều cảnh nội, có một cái thông thiên thần thổ, nó đã sắc phong hàng loạt sơn thần đất đai, những cái kia sơn thần đất đai sớm đã tự trị, không nhận hoàng triều quản hạt. Thần chủ cách làm, nhưng thông thiên thần thổ 10 phần phẫn nộ, lập tức cho phản kích. Trong vòng một đêm, hàng loạt tướng sĩ phản bội, thần chủ đại quân lâm vào hỗn loạn, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Thần chủ ước chừng thấy được thông thiên thần thổ lợi hại, tới ký kết một phần cùng tuyệt, hai bên trong vòng 10 năm đều không được công kích đối phương. Thế là, thần chủ liền vòng qua thông thiên thần thổ, lấy tay chuẩn bị tiến công Tề Thiên Đảo. Làm Diệp Minh theo An Nhi trong miệng nghe đến mấy cái này tin tức lúc, 10 phần khiếp sợ, nói, thần chủ động tác nhanh như vậy, hiện tại liền muốn xuống tay với Tề Thiên Giáo. Diệp Minh là bị An Nhi theo buồng luyện công đánh thức, người sau gương mặt lo lắng, nói, thiếu giáo chủ, thần chủ mục đích rất rõ ràng. Cái kia chính là trước bình định Tề Thiên Đảo, lại dẹp tan chung quanh thế lực nhỏ, từ đó nhất thống thiên hạ, thành lập ngũ hành thần triều. Đến lúc đó, hắn mới có thể đi quay đầu đi đối phó tứ đại thần thổ. Diệp Minh, tứ đại thần thổ hẳn là có thể thấy điểm này mới đúng, bọn hắn vì cái gì không ngăn cản. Thần chủ là trường sinh bát cảnh, tương đương với cái thứ hai phệ cổ, ai nguyện ý trêu chọc hắn. Coi như có thể giết thần chủ, bọn hắn cũng sẽ trả giá to lớn đại giới, không ai nguyện ý làm như vậy. An Nhi than nhẹ. Diệp Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tam Hoàng Đại Thế Giới không phải nói muốn phái người đến đây sao? Thần chủ tới thật đúng lúc, liền để bọn hắn xuất binh tốt. Đây chính là ta gọi thiếu giáo chủ xuất quan nguyên nhân. An Nhi một mặt sầu lo, Tam Hoàng Đại Thế Giới người đến, đối phương yêu cầu thiếu giáo chủ đi tới trong quân đảm nhiệm quân chức. Bằng không mà nói, bọn hắn cự tuyệt trợ giúp Tề Thiên Đảo. Diệp Minh cười lạnh, cái gì đảm nhiệm quân chức, ta xem là muốn lấy ta làm con tin à. Đến đây là hết rồi, đón chờ ngày mai nha.